Chào em cũng sốc người đối thủ giảm giá 30% khi mua áo thun Liên Quân, tặng ngay bộ đôi vòng tay Liên Quân bất kỳ, tặng ngay tay cầm tản nhiệt với đơn hàng trên 700k, miễn phí giao hàng duy nhất từ 27 cho đến ngày 1 tháng 3. Ui, team bạn Tông Tạo gắt đây. Ui, từ chậm này, bỏ chân xuống. Đánh cho thực tế đây. Chào mọi người nha. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Cờ Cao Thủ Live của mình. Em đi dừng trận này các anh có sợ hay không? Bây giờ bỏ ngay cái bàn này đi. Em còn nhớ anh không? Em còn nhớ anh không? Bàn này đi rồi. Mình ngồi live stream mọi người là mình toàn gác chân lên ghế mà. Cái ghế như thế này mình cứ ngồi mình khoanh chân ấy, mình khoanh chân lên đấy. Ngồi đúng kiểu khoanh chân các kiểu. Ôi, quên mất mình không nhỏ tốt cho mắt rồi. Cổ mắt quá. Mày chơi game nhiều. Rồi nó dẫn tới là mắt nó bị khô các bạn biết. Thế nên là mấy ngày nghỉ live stream lần tới này mình sẽ có khoảng thời gian để mình không cho mắt làm việc nhiều. Cho mắt xem phim nhiều thôi, chứ không chơi game nhiều. Làm sao có nhạc đó vậy anh? Lên YouTube có mà. Lên YouTube có mà. Uầy, chén cơm đầu rồi. Anh em gắt quá trời. Zuka lên đi, Zuka ơi. Zuka xuống xuống phía này, các em sao nổi bạn ơi. Lên bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, đúng rồi, lên. Hai. Luôn quất luôn. Ui đen thế. Ui giết một thằng thôi anh em. Có chừng trị các kiểu rồi. Rồi. Full phép cho mọi người nhá. Một ulti bốc ơi. Chứ gì 4-0 rồi. Đang chơi này lát nữa mà phiên bản thử nghiệm nó cập nhật phát là mình cũng qua phiên bản thử nghiệm luôn đó các bạn. Wow. Cứu. Ô thằng này nó không biết đẩy à. Rồi. Nữa vào hết đây. Easy luôn. Hello mọi người, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hôm nay là buổi tối cuối cùng trong tháng này mình live stream nha. Sáng đầu tháng sau chúng ta gặp lại nhau và tháng sau mình sẽ tổ chức event tiếp tục cho mọi người nha. Hình như là mình nghe không nhầm là tháng 3 thì trung học cơ sở với tiểu học là được nghỉ. À đâu? Ở trung học cơ sở với tiểu à đâu? Trung tiểu học. Tiểu học với cả là mẫu giáo được nghỉ học thì phải. Các bạn trung học thì các bạn phổ thông, các bạn kiểu trung học phổ thông với sinh viên rồi phải đi học. Mình canh đây. Hello mọi người. Mình tới đây bạn ơi. Đó, nó phải thế chứ. Nó phải thế chứ. Nhìn này. Full phép này. Ô, oh, cơm. Team bạn di chuyển thật là hài hước. Thật là hài hước quá đi. Chưa thông báo gì à.
Anh có leo tiếng Anh không à? Có nhưng mà chưa phải bây giờ em ơi. Cuối mua đi. Ép trụ này mấy ông đi ăn gì đấy ông gấu ơi. Trụ lần trên hết không ép gì cả. Đi lung tăng không còn 1 táo không thắng là phải ép trụ chứ. Arthur nó trụ ra là Arthur ra thịt nó luôn này, sợ gì. Cho mọi người xem thằng Arthur nó ra đây mình ném nó như thế nào. Arthur nó đâu ấy. Ây giời sợ quá. Úi giời máu nửa cây này. Thấy không? Chạy hộ này. Quyền vương nó chuẩn bị lên đây đỡ này. Tiếp tục. Có giải không anh à? Tháng sau, đầu tháng sau nha. Đầu tháng sau sẽ giải. Thông một đường là có thật. Vỡ mồm, 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 cứu, 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 cứu. Cứu nào anh em ơi. Thả diêu, thả diêu, thả diêu, thả diêu, thả diêu. Cứu, đúng rồi, hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chưa chết được. Vẫn đẹp dài lắm. Mình vẫn đẹp dài lắm các bạn ạ. Mình căn cả rồi mà. Chưa biết đặc sản Việt Nam rồi, săn nạng thôi nhỉ. À, săn nạng thôi à, chứ không phải đẩy trụ à. Hóa đấy là đặc sản Việt Nam à. Dù gì gì thì đánh phải thắng ý. Săn mạng không thắng được thì săn mạng làm gì. Săn mạng mà không thắng được thì săn mạng làm cái gì. Bắt đầu nổ to to đau đau rồi. Lát nữa bắn cho quả chiêu cuối chắc là tim bạn bốc hơi nhanh lắm. Nhét vào trụ đi. Hầu hết trong trận đấu này toàn mình đẩy trụ thế này. Này tao nát này. Ông kéo thế ông kéo. Ui. Chết rồi, cứu 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 cứu. Hay quá. Ông John này hay thật. Ông để ông cái hết nhẹ nhẹ cái là ông có mạng. Bây giờ phải đẩy dành chiêu cuối các bạn ạ. Kéo 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 kéo. Tôi tưởng kéo được. Uầy, tôi rồi. Khá lắm trời ơi, khá lắm, khá lắm. Đau lòng quá đi. Đau quá. Lựa chọn của em là không sai. Uầy, theo nét nó có vẻ xanh. Ui, ui, theo nét kìa. Ui, 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 ui. Sợ quá các bạn ạ. Chết, 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 theo nét kìa. Đi chung với nhau anh em ơi. Tôi vừa mới khen, ôi, cái gì đấy. Khó hiểu thế. Yêu em không bao giờ là sai. Support chạy trước AD đúng thật. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cầu Thủ like của mình. Không giết được à? Không giết được thì để mình. Ôi, hình như mình hơi phũ các bạn ạ. Hơi phũ. Ta dụ nha, kiểu gì cũng tàng lên bắt mình cái. Mình chỉ cần nó lên bắt mình thôi. Chỉ cần bắt mình cái rồi nó cho biết nước sắc như thế nào. Thịt là điều. Từ từ Triệu Vân nó lên đấy. Điều quá trời ơi. Điều quá. Anh thử cho Zip chôn rừng tim bạn đi nha. Nhưng mà chôn không thắng được thì có được không? Nhìn này. Ui. Mắc đau luôn các bạn ạ. Đau lắm luôn đấy. Tét mấy thằng tanh này nhìn với đa mắt nè. Tép mấy thằng tay nhìn mới đa mắt nè. Theo nát chỉ cần làm choáng thôi. Hay quá. Hay quá đi. Bây giờ cứ bắn mỗi chiêu cuối là 1 vạn.
Một chiêu cuối là một mạng. Thử Gidu phun phép đi rừng tiếp nhỉ. Gidu phun phép đi rừng tiếp các bạn nhỉ. Có Gidu phun phép đi rừng đâu nào. Tiếp cận cái choáng được rồi như này. Úi giời ơi. Chết rồi à, sao, sao nhanh thế. Ai làm gì đâu nhanh thế. Anh đọc bình luận y tế à. Anh chơi xong rồi mới đọc chứ em ơi.